Lại đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Trai, Cò, Đánh Nhau được nằm trong cuốn sách Mùa Thu. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cây bút trái tim. Cây bút trái tim này của mình có một cái đôi cánh thiên thần rất là đẹp. Và thường thường chúng ta nghĩ đến trái tim thì sẽ có màu đỏ, nhưng mà đây trên tay mình đang cầm đây đó là có màu xanh và đôi cánh màu trắng. Thân bút được làm với màu xanh rất là đẹp mắt. Và cây bút này của mình đang có màu mực, đó là màu mực đen. Trong khu rừng có con chuột đồng nhỏ, từ bé đã có thói quen xấu, đó là hay ba hoa. Hay ba hoa nói dối. Có một lần chuột đồng cùng rất nhiều con thú khác đi dã ngoại. Khi chúng đi qua một cây quế lớn, khỉ con đột nhiên dừng lại. Mũi hít hít nói với mọi người, này, trong hốc cây quế này dường như có vật gì đó. Nói xong, các con thú đều tò mò quanh gốc cây, muốn biết đó là cái gì. Nhưng trong hốc cây tối quá, muốn biết đó là gì, chẳng con thú nào biết bên trong hốc cây chứa gì. Mọi người đừng ồn ào nữa. Tôi nhìn thấy bên trong đó là cái gì rồi. Chú chuột đồng nhỏ đứng từ xa đắc ý nói với các con thú. Chuột đồng, bạn đừng có ba hoa. Bạn đứng xa như vậy làm sao thấy bên trong hốc cây là vật gì chứ? Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Chú Bạch Tuộc Nhỏ Kỳ Lạ được nằm trong cuốn sách Mùa Thu. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Ông Lão và Yêu Quái được nằm trong cuốn sách Mùa Thu. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cây bút hình quả ngô. Cây bút hình quả ngô này của mình không chỉ có những cái dây xích đeo cái hình quả ngô như thế này, mà trên cái thân bút nó cũng sẽ có rất là nhiều cái hình bắp ngô rất là đẹp mắt và ngộ nghĩnh. Khi chúng ta mà có bắp ngô ấy, khi chúng ta mà muốn có một cái cây bút bắp ngô thì chúng ta chỉ cần bỏ một số tiền rất là nhỏ, đó là từ 3 đến 5 nghìn đã có sở hữu cho mình một cái cây bút hình bắp ngô như thế này. Ông mặt trời đã lên cao, trong cái hồ nhỏ dưới núi, một con trai nổi lên trôi dạt đến bên bờ hồ. Nó khoan thai nằm trên cát phủ sa, lười biếng mở đôi cánh cứng cáp của mình dưới ánh mặt trời ấm áp. Nó lơ là cảnh giác, dần chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên một cơn đau điếng đánh thức nó, hóa ra là thịt nó đang bị một cái mỏ sắc nhọn quặp chặt. Con trai lập tức ngậm vó lại, kẹp luôn cái mỏ đang quặp nó. Trai phát hiện đó là kẻ thù truyền kiếp của nó, con cò. Nó nghĩ, kẻ này luôn ăn hiếp mình, hôm nay mình phải dạy nó một bài học. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Vật quý giá thực sự được nằm trong cuốn sách Mùa thu. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Đứa trẻ thông minh được nằm trong cuốn sách Mùa thu. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.